Hello tất cả anh em nha, và chào Monero quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây. Và chào Monero quay trở lại với cái series mà Bilsugi chơi ưu rảnh anh em ơi. Thì ngày hôm nay sẽ cùng đến với một cái What the fuck. Anh em vừa thấy con dắt nó bị one shot một cách phải gọi là ảo diệu cực kỳ không. Đấm cái này trước đi anh em ơi. Đấm này luôn, đấm này luôn, đấm luôn, đấm luôn, đấm luôn, đấm luôn. Hai double kill, mình xin. Mình đang mang bản nhiệt độ chích người chơi set nha. Và hiện tại là mình đang có mặt ở trên server BB là test cho anh em một cái bom phải gọi là cực kỳ nhiều lỗi luôn. Tại vì server này á vừa mới được cập nhật anh em mà, cập nhật rồng mới nè, cập nhật bản đồ mới nè, cũng như là cập nhật rất là nhiều thứ mới, và trong đó là có bom nữa nha. Hiện tại thì tất cả các con ở trong cái gọi là limo này luôn anh em ơi, tất cả các con luôn nha đều có khả năng one shot phải gọi là cực kỳ ảo. Từ con set, con as, con vega, con tamken, con dắt, con nào cũng có thể one shot được anh em mà. Nhưng mà mình gọi là chơi nhiều rồi mà mình vẫn không hiểu được cái cơ chế hoạt động này là như thế nào. Nó rất là hên xui nha. Nó thích á thì nó bung anh em mà, còn nó không thích á thì đánh như bình thường thôi. Anh em thích lúc đầu game không? Con tamken này nó chỉ cần liếm nhẹ một cái thôi, đánh thường nữa nha, liếm nhẹ cái thôi là con dắt nó bay màu liền. Cũng giống như với con set này thôi anh em ơi. Lâu lâu á là nó sẽ có một cái bung gọi là sốc đam rất là ảo nha. Anh em chỉ cần chạm nhẹ vào nó, một cái quy, một cái e, hoặc là dùng giống như là cái chùy hấp huyết hay là cái lướt anh em ơi thì cũng chết rồi nha, thật sự luôn á. Và cái bung này không phải là một cái đó đâu mà còn rất là nhiều cái bung khác, như là đi xuyên tường nè, bung bất tử nè, rồi bung gọi là nhiều lắm luôn á. Tại vì đây là vừa mới được cập nhật mùa mới mà, rồng mới, gọi là trang bị mới luôn. Trang bị nó không mới cho lắm nha anh em ơi, thay đổi vài cái thôi. Nên nếu như mà anh em muốn cập nhật thêm gì á thì hãy đừng quên bình luận phía dưới nha, cũng như bấm đăng ký kênh mình á. Ủa đấm hết anh mà, để quá cho băng chủ nè. Anh em muốn mình làm gì hãy cứ bình luận phía dưới nha, hoặc là có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình. Mình cảm ơn nha. Băng chủ không? Để đâu? Chơi luôn. Dưới nó Vega, dưới nó Vega. Cái này mình không biết là cơ chế hoạt động với cái bung này như thế nào anh em à. Tại vì đấm á, thì lâu lâu nó đấm thường cái, còn lâu lâu á đấm cái chết luôn, rất là ảo nha. Mình đã chơi cũng tầm gần chục trận rồi đó mà mình vẫn không hiểu cái cơ chế hoạt động. Nó thích thì nó bung qua đây mà. Đấy, mình vẫn đấm như bình thường thôi. Anh em nào xem có hay á, hãy đừng quên để một like nè, đăng cái kênh nào cũng như bấm cái chuông nha. Một động lực rất là lớn của mình luôn á. Mình sẽ cố gắng mình qua đây mình test tầm vài ngày anh em à, để test những cái thay đổi mới nhất, nhất là cái bung rồi nè. Đó, xong rồi làm vào cái video giải trí giúp cho anh em. Xong rồi mình sẽ về server Việt Nam mình làm tiếp tục những cái ý tưởng cũng như làm những cái build đồ dị của anh em ở URF Việt Nam nha. Còn URF nước ngoài như này thì chơi vui vui thôi nè mà, test mấy cái mới thôi. Mình thường qua BB là mình test skin mới nè, thay đổi mới nè, cũng như là rồng mới nè, map mới các kiểu á. Đấm nó nè, mày nè, lại đây, lại đây nào. Ui, không ổn. Ra đi Vega, ra đi. Khỏi tóc biến vẫn chết hả? Rồi đây. À, thằng nào này, ngựa đúng không? Hello ngựa. Khó chịu thế nhờ. Nãy giờ là mình vẫn chưa được cái bung nào anh em à. Cái này nó rất là hên xui đấy nha, có khi mình đi xuyên tường được luôn á. Ơ, ở đâu ra đây? Ui, thấy chưa? Đó anh em ơi, thấy không? Lâu lâu mình xài cái đấm thường nè, hoặc là cái kích hoạt là nó bay màu luôn. Nó rất là ảo mê nha. Và cái bung này là đều có thể xài được trên tất cả các con tướng nha. Mình không biết là Riot có fix hay chưa, nhưng mà thật sự là mình thấy nó bung này ở trên đây tầm hơn 2 ngày rồi đây mà. Từ cái lúc mà nó cập nhật á, từ cái lúc mà bản cập nhật mới á là tầm hơn 2 ngày rồi nha. Và nó vẫn xuất hiện ở trên đây, nó chưa có mất. Riot không biết là có fix hay không, nhưng mà cảm thấy để như này nó hơi mất công bằng game đấy. Cái server BB là cái server mới gọi là nhiều bung nhiều lỗi nhất của Riot luôn, bung liên tục. Anh em thấy có con tăng kim bất tử chưa ta? Để cho nào mình quay cho anh em xem. Đúng ảo luôn, mày. Không có bung mình vẫn đấm nó như bình thường anh em à. Không có bung vẫn đấm nó như bình thường anh em à. Đấm mạnh mà, mình đang cầm bản nhiệt độ chết người mà. Cái bản ngọc hiện tại thì đây thay đổi rất là nhiều nha. Hiện tại nha anh em ơi, cái bản ngọc thay đổi rất là nhiều. Nên anh em hãy đọc kỹ bản cập nhật trước khi vào chơi nha, tại vì nó sang mùa mới rồi. Sắp anh em à, sắp sang mùa mới rồi. Nên Riot cũng
làm lại mấy cái bản ngọc với lại là mấy con tướng á. Anh em hãy nhớ đọc kỹ và cập nhật trước khi vào game nha, chứ nhiều khi bị lạc meta đấy. Ây da, đấm nhầm quái. Cái đầu xanh chạy đâu? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Đấm mày luôn. Ok, lâu lâu được bung anh em à. Nếu như mà anh em nào muốn mà bung nó gọi là dễ dàng nhất á, anh em cứ bích mấy con tướng mà nó có skill liên tục như là Master Yi nè, như là Lucian nè, hoặc là Jax nè, hoặc là mấy con nào mà có hiệu ứng bất tử như là Seth hoặc là con Tanke này nè anh em à. Thì lúc đầu game á, mình tính bích Seth này vào làm cái bất tử á, nhưng mà nó không bắt được, nó không có được bất tử. Thường á là mới vào là nên sẽ bất tử luôn nha, không có cần phải kích hoạt cái gì cả đâu mà. Không có cần phải kích hoạt cái gì luôn, mới vào nếu như mà trận đó anh em bị bung đúng không, thì mới vào con tướng của anh em nó sẽ bất tử luôn, anh em không cần phải làm gì cả. Mình tính là chơi Seth hoặc là chơi tanke bất tử á, nhưng mà trận này là có người chơi tanke rồi nên mình bích Seth nhưng mà nó không bất tử, khá là buồn. Mình thôi mình chơi one shot luôn, đấm phát là chết luôn, đấm phát là chết luôn. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Từ đầu đến giờ là mình kích hoạt được cái one shot được một lần anh em mà khá là buồn. Mà tính là và đã đấm phát chết luôn á. Cấp play one man man. Giống như là mình level 1 mình không có đồ, mà giống như là mình level 8, mình level 18 mà full đồ vậy đó. Cái lỗ này thì không phải có một lỗ nha, rất là nhiều mà mình đang tìm hiểu nè. Mình cũng hay coi cái kênh Vanirio á anh em mà, anh em biết không? Cái kênh đó là chuyên phát hiện bung á, thì mình cũng hay coi kênh đó để mình qua đây mình làm nè. Tại vì kênh đó cập nhật bung khá là nhanh và thường mình áp dụng là sẽ thành công. Thường là áp dụng sẽ thành công anh em. Đấm mày, đấm mày, đấm mày nè. Đấy, anh em nào muốn biết thêm những cái bùng gì đó, thì cứ lên cái kênh Vanirio á. Anh em thấy không, thằng Vigae nó one shot cái thằng Jax kia. Một cái Wii hay là một cái đánh thường gì đó nên mà Jax chết luôn mà. Mình tưởng Jax đã tàng hình, mình tưởng Jax đã tàng hình nên mà ai ngờ bắn đấm phát chết luôn á. Hài thật á. Tao kênh ké rồi. Mình xin nào. Ủa, không ăn được luôn chứ. Ok là. Tay mình nó cứ quách đầu phát, nó cứ quách đầu phát hoài thôi mà, tại vì nó ảo ma Canada quá mà. Cái bung này đó anh em mà, nó thích là nó có. Anh em mà muốn chơi thì cũng rất là dễ nha, chỉ cần tải server BBE và cũng như là anh em tải quạt đó là rất là dễ luôn, trên mạng có hướng dẫn á. Chơi này khá là đã. Ôi, chỉ có điều là nó hơi lag tí thôi, chứ anh em mà muốn test mấy cái trò mới hoặc là muốn test những cái thay đổi mới á thì bên đây là nhanh nhất rồi. Với lại là chơi nó cũng không lag cho lắm, tầm 200 mét à, anh em chơi là quen à. Mình test bên đây tầm 1-2 ngày đó, mình thử mấy cái bung mình về Việt Nam mình chơi lại nha. Ui, đầu hàng luôn rồi, ok, vậy tất cả nữa nha, tạm biệt em, bye bye.